Lời đầu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chờ trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 28 tháng 6, em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu Soli, model của nó là CDP552ESD. Đây là một model cũng ít có ở trên thị trường. Nó là dòng cổ, nó được sản xuất năm 1985, mới đã xưởng của nó rất là cao, 180.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 36 triệu đồng Việt Nam. Giá bây giờ thì quá là rẻ đúng không ạ? Đấy. Tại sao giá sản nó cao như vậy thì một chút nữa em mở phần nội thất để bác xem. Và phần về phần ngoại hình ấy, thì họ rất là trau chuốt, thiết kế rất là đẹp, sang linh kiện toàn linh kiện cao cấp thôi và chất lượng nhé. Kể cả từ những dây dẫn ở trong máy, theo nhà thông số sản xuất thì dây dẫn nó đạt gần như 100% là đầu, đấy, không va tạp. Toàn bộ thân của nó được bọc đồng. Đấy. Chống nhiễu nhé, giúp cho chất lượng âm thanh đưa ra nó được rất là tốt. Và chiếc đồ này nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 8 cm và chiều sâu của nó 36,5 cm, và nó nặng là 10,4 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu, màu này nó gọi là không phải là màu đen à, đen nó là đây này, cái này đen này, còn nó là màu, nó là màu màu gọi là màu lục súng. Đấy. Ở chiếc đồ này thì sử dụng mắt đảo chiến mặt của Sony dòng BU01, một dòng mắt rất là bền, ổn định và không gắn đĩa các nhé, chuyển bài cực nhanh. Đấy. Ở chiếc giải mã thì dùng hai chiếc giải mã là CD 20152 và CD203034 cho chất âm đều ba giải, sạch sẽ, chi tiết các nhé. Đấy. Về phần ngoại hình em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần ngoại hình của chiếc đầu này. Tem là tem Soli nhôm nhé, in hẳn trên này. Và chiếc đi tổ này cũng là đồng luôn. Rất là đẹp. Các phím bấm rất là nhạy nhé. Chắc chắn. Nói chung là trau chuốt rất là tỉ mỉ. Lắp lưng đây. Lắp lưng đây có những cái sơn này. À, bông sơn. Đấy. Hồi bên đây. Bên đây cũng vậy, có những cái sơn nhưng mà đẹp nhé. Sơn của nó mạ đẹp lắm. Sơn rất là đẹp luôn. Đây là cạnh trên. Trên. Đấy. Lắp lưng này thì có những vết sức mờ mờ, vết sức sơn bóng đấy. Đấy. Đây. Model của nó là CDP552ESD, điện 100V, công suất 16W và series của nó là 204443, được sản xuất Nhật Bản. Ở chiếc đồ này thì có hai đường áp lốp ra trên đường mạ vàng, một đường cổng cô san ra cũng mạ vàng luôn. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này cũng còn khá là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin trong máy luôn, tổng cơ chụp chắc chắn êm ái, chạy hai cái trục này hai bên này rất là nhạy, nguồn rất là lớn này. Đấy. Hai con tụ này là tụ của audio và dòng tụ eo la. Đấy, bao nhiêu mi đây, nó rơi vào tầm 3.300 mi và 25V một tụ. Còn đây là những con tụ eo la này, tụ đỏ này, có nhìn nữa đấy. Ở đây 20152 cái chip đây nhé. Đấy. Nằm đây 20152. Và bên đây nữa, đây về mảnh nữa nhé. Đoàn tụ tụ eo là 230344, nó nằm trong này. Trong này nó hơi khơi tối qua nhìn tí nhé. Đấy, còn thân bọc đồng đó này. Mà đồng hết nhé, xung quanh bọc đồng hết. Đấy. Đây cũng vậy. Ở đây là phần đáy phía dưới đây. Rất là cứng cáp các nhá. Thiết kế là cứng cáp. Này. Và đây là cái phần khóa mắt các nhá. Đấy. Khi em vận chuyển thì em
sẽ khóa đẩy lại, và khi nào bác dùng thì bác đẩy lại theo chiều mũi tên đây nhé em. Đấy. Và sau đây em cũng xin test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho bác được thưởng thức vào giá của chiếc đồng này. Thì bên em bán đến mức giá là 3,5 triệu đồng, thì đã được bác khách ở Tây Bình đã chuẩn bị tiền đặt mua, và hôm nay em vệ sinh xong làm video test trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Và em xin giới thiệu ở thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0723229. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong ăn khúc từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn luôn em để tiện cho đổi nhé. Đầu thì không ghen đĩa rồi, đầu tốt đĩa đồng xanh này, đĩa sao chép phono đây, đĩa đồng vàng, đĩa đồng trắng nhé. Cô rất là chắc chắn mềm mại. Đã nhận đĩa. Các bác leo tay phone vào để em thưởng thức ạ. Mong ước đây
công viên, thề yêu nhau đến trọn đời, rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ, cùng nhau chung sống trong tháng ngày nên thơ, có nhau suốt đời anh làm lo tương lai, em dạy con nên. Đợi anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. Búng tay đọc vậy. Đừng có
xin phép được dừng video ở đây. Thì ở trước đầu này bên em đã bán với giá là 3,5 triệu đồng rồi, và bên em thì còn nhiều đầu CD trong một khúc từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.